Chào mừng các anh chị đến với Sevilla, thương hiệu nhà bếp đồng bộ hàng đầu Việt Nam. Ngày hôm nay hãy cùng em Toàn khám phá một mẫu bếp điện tử mới, model MR84. Đây là một sản phẩm được nhập khẩu nguyên chiếc từ Malaysia với thiết kế vô cùng sang trọng và rất nhiều tính năng ưu việt. Thì hãy cùng em Toàn khám phá sản phẩm này các anh chị nhé. Em Toàn sẽ mô phỏng cho các anh chị thấy đó là cái khả năng nhận diện vùng nấu của chiếc bếp này. Đầu tiên chúng ta sẽ khởi động bếp bằng nút nguồn. Tiếp theo là chúng ta sẽ lựa chọn mức công suất bằng việc anh chị lướt ngón tay trên cái thanh slide này. Nhưng anh chị có thể thấy là khi không có nồi thì bếp lập tức hiện E7. Đây là cái cảnh báo là không có nồi trên mặt bếp và bếp nó sẽ không hoạt động và nó sẽ kêu tít tít như này. Bây giờ em Toàn sẽ đặt nồi lên. Ngay lập tức bếp hoạt động. Thì đây là công nghệ nhận diện vùng nấu của Sevilla. Để thay đổi công suất thì các anh chị cần lướt trên này. Mức công suất thấp nhất là 1 và cao nhất là 9. Trong nhiều trường hợp các anh chị muốn đun nó nhanh hơn và tiết kiệm thời gian thì chúng ta sẽ sử dụng một chức năng rất là ưu việt của chiếc bếp này, đó là booster, chế độ max công suất. Để sử dụng nó thì anh chị ấn vào phím B trên bảng điều khiển. Lúc này trên bảng điều khiển nó sẽ hiện chữ P như này thì nó có thể giúp các anh chị đun nước nhanh hơn gấp khoảng 30%. Để tắt chức năng này đi, các anh chị ấn lại một lần nữa. Ở bên này chúng ta có thể thấy là có 4 phím chức năng. Đầu tiên đó là chức năng hẹn giờ. Để sử dụng được chức năng hẹn giờ này thì các anh chị chúng ta ấn vào nút của hình đồng hồ. Tiếp theo chúng ta sử dụng phím cộng và trừ trên bảng điều khiển này để thay đổi thời gian. Tối thiểu là 1 phút và tối đa lên đến 99 phút. Nếu các anh chị không muốn hẹn giờ nữa, chúng ta có hai cách để tắt chức năng hẹn giờ này đi. Một là chúng ta tắt nguồn và khởi động lại. Hai là chúng ta sẽ điều chỉnh thời gian về 0. Sau đó các anh chị bấm một lần nữa vào nút hẹn giờ là chức năng hẹn giờ nó sẽ tắt. Bên cạnh chức năng hẹn giờ, đó là chức năng tạm dừng. Để sử dụng chức năng tạm dừng, các anh chị ấn vào nút có hình mũi tên tam giác ở trên này. Ở chế độ này thì bếp sẽ tạm dừng ở đúng cái chức năng mà các anh chị sử dụng trước đó. Và khi quay trở lại ở khu vực bếp, các anh chị chỉ được ấn vào nút khởi động lại để chúng ta bật lại đúng chức năng mà các anh chị đã sử dụng trước đó. Bên cạnh chức năng tạm dừng, chúng ta có một phím khóa. Khi mà chúng ta khóa thì tất cả các phím trên bàn phím này đều bị vô hiệu. Và để chức năng khóa này được bật lên, các anh chị sẽ ấn và giữ trong vòng 2 giây. Như thế này. Trên bảng điều khiển nó sẽ hiện chữ LO là chữ viết tắt của chữ lock. Thì lúc này bếp đã bị khóa các chức năng. Nhưng anh chị có thể thấy là chúng ta không thể sử dụng được ngoài phím nguồn. Kể cả các anh chị tắt nguồn đi thì nó vẫn ở trong trạng thái khóa. Và để bật lại bếp và thoát khỏi chức năng khóa thì chúng ta sẽ ấn và giữ trong vòng 3 giây vào phím khóa. Lúc này chúng ta có thể điều khiển lại bình thường. Và chức năng cuối cùng của chiếc bếp này đó là chức năng giữ ấm thức ăn. Chức năng giữ ấm thức ăn này giúp cho các anh chị có thể là đảm bảo thức ăn của mình luôn luôn được giữ ấm trong vòng từ 40 đến 80 độ C ở trên mặt bếp. Để sử dụng chức năng này chúng ta ấn vào nút có hình chiếc nồi ở đây. Nhanh cho chị thấy là nó có hiện nhiệt độ mặc định luôn là 40, 60 và 80 độ C. Các anh chị chỉ cần ấn vào cái nút này và chúng ta có thể thay đổi lại cái nhiệt độ mà các anh chị muốn duy trì trên mặt bếp. Và một lần nữa chúng ta sẽ quay trở lại chế độ nấu thông thường. Và cuối cùng sau khi các anh chị kết thúc quá trình đun nấu, chúng ta sẽ ấn vào nút nguồn để tắt bếp. Khi chúng ta sử dụng bếp từ thì chúng ta cần lưu ý 2 điều. Thứ nhất, đó là cái phần bên dưới bếp từ là chúng ta phải để thông thoáng để nó có không gian để tỏa hết cái nhiệt nóng sinh ra trong quá trình đun nấu các anh chị. Cái thứ hai, đó là sau khi sử dụng bếp xong các anh chị tắt bếp thì chúng ta sẽ không ngắt nguồn điện ngay lập tức để cho bếp từ có một khoảng thời gian từ 1 đến 2 phút. Các quạt tản nhiệt của bếp từ nó sẽ vận hành và nó tản toàn bộ khí nóng trong cái mạch điện tử của bếp từ ra ngoài. Nó sẽ giúp cho bếp của anh chị được sử dụng một cách bền hơn và ổn định hơn. Đây là nguyên lý cơ bản của tất cả các loại bếp từ trên thị trường mà không chỉ Sevilla. Một lần nữa xin cảm ơn tất cả các anh chị đã quan tâm theo dõi video hướng dẫn sử dụng của Sevilla. Chúc các anh chị có những giây phút nấu ăn vui vẻ trong căn bếp của gia đình mình. Xin chào và hẹn gặp lại.